Xin chào mọi người cùng đến với channel của Sài Gòn Crypto. Thì hôm nay là ngày 12 tháng 4 của năm 2022. Thì hôm nay là thứ ba mọi người. Thì hôm qua thì sau khi mà BTC đóng đến tận toàn quý của ngày hôm qua thì thể hiện một cái mô hình nến là Evening Star. Thì là mô hình nến thì nó báo hiệu cho một cái xu hướng giảm giá ở thời gian tiếp theo. Thì hôm qua ở trong video ở đầu tuần hôm qua thì mình cũng đưa ra những cái lời khuyên cho mọi người. Thì từ hôm qua đến hôm nay thì BTC giao dịch từ cái mức là khoảng là hơn 42.000 đô và hiện tại thì BTC đang ở mức là 39.560 đô. Có nghĩa là trong vòng 24 giờ qua thì BTC nó đã giảm khoảng là 3.000 giá. Một cái mức giá mà mình thấy là nó giảm khá là lớn ở trong cái thời gian hiện tại. Thì hôm nay thì mình cùng xem qua overview của thị trường thì cũng giống như là hôm trước thôi, thì tình hình thì cũng không có mấy khả quan, và hiện tại thì BTC thì nó vẫn đang có sự điều chỉnh hướng xuống, và những cái đồng altcoin thì đương nhiên là nó cũng có sự điều chỉnh khá là sâu. Ví dụ như là con quay đi, con quay thì nó vẫn đang trong cái đà bán rất là mạnh, mặc dù là nó đã giảm từ cái ATH của nó vừa rồi thì nó giảm rất là nhiều rồi, nhưng mà hiện tại thì con quay thì mình vẫn thấy là cái lực bán của nó còn khá là mạnh ha, nên anh em nào khoan hẳn bắt đáy ở trong cái thời gian hiện tại riêng về con quay và một số những đồng altcoin khác luôn. Thì hiện tại thì mình nghĩ là anh em nên hạn chế bắt đáy ở những cái vùng như thế này. Thì chỉ có một số những đồng altcoin mà ở trong cái overview này thì là mình thấy là màu xanh thôi, ví dụ như con SEP đi hoặc con KNC. Thì chỉ số tham lam và sợ hãi của chúng ta thì ngày hôm qua mà khi mình làm video á, thì nó ở mức là 32 điểm, có nghĩa là nó nằm ở trong cái khu vực là nỗi sợ thôi. Nhưng mà hôm nay thì từ khi mà BTC điều chỉnh khoảng 3.000 giá từ hơn 42.000 và hiện tại thì là hơn 39.000, là hơn 3.000 giá, thì cái chỉ số này nó lập tức nó nhảy từ khoảng ở cái vùng là 30 điểm, và hiện tại thì nó thậm chí là nó tụt về cái vùng 20 điểm, có nghĩa là chúng ta đang ở trong cái tâm lý của thị trường rất là sợ hãi, rất là tột độ luôn rồi. Thì chúng ta hiện tại thì BTC vẫn đang ở mức là trên 39.000, nhưng mà mình thấy là cái số điểm này á, thì nó có lúc là nó bằng với thời điểm lúc trước, là cái thời điểm mà khi mà BTC nó về ở cái vùng là 35 36.000 thì mình thấy là cái chỉ số này thì lúc đó nó ở mức là 20 điểm này, mà hiện tại thì chúng ta vẫn là trên 39.000 của BTC, nhưng mà cái chỉ số này thì nó đã tụt về cái khu vực là 20 điểm rồi. Cho ta thấy được là hiện tại thì thị trường tâm lý thị trường của mọi người thì nhìn chung thì đang rất là sợ hãi, hoang mang tột độ luôn, thì không có thể biết được là nó có giảm về nữa hay không à. Thì hôm nay thì mình cùng xem qua cái trang Coinglass để xem là cái trong 24 giờ qua thì có đến là 456 triệu đô la bị thanh lý, là một con số là mình thấy là ở trong thời gian những ngày gần đây thì con số này là một con số là khá là lớn, thì chiếm đến là 146 triệu số 146.096 cái số lượng mà hợp đồng bị thanh lý. Thì một một vài ngày trước, nếu mà anh em nào có xem video của mình thì cũng có thể thấy là cái con số này thì khi mà BTC nó dao động trong biến động trong một cái khu vực hẹp trong phạm vi khoảng 1.000 giá thôi, thì cái số lượng tiền đã thanh lý này trong 24 giờ thì lúc đó chỉ có khoảng là 40 triệu thôi, nhưng mà trong vòng 24 giờ hiện tại thì con số này là nó đã gấp đôi, nó đã gấp 10 lần so với những con số của 2-3 ngày trước đó. Khi BTC điều chỉnh về một mức giá là 3.000 giá thì số lượng tiền đã thanh lý lên rất là lớn. Trong vòng 4 giờ qua thì có để chiếm đến là 87% số lượng long bị thanh lý. Còn 24 giờ qua thì thậm chí là cái số lượng lệnh long bị thanh lý thì nó còn lớn hơn nữa, thì chiếm đến là 90% số lượng lệnh long bị thanh lý, rất là lớn. Thì từ tối hôm qua thì đến hiện thời điểm hiện tại thì mọi người cũng thấy là cái khi BTC nó vẫn đang có sự điều chỉnh, từ nó điều chỉnh từ giảm dần từ cái vùng 42.000 và giảm dần cho tới hiện tại thì đang là hơn 39.000 một chút xíu. Thì mình thấy là hiện tại thì xu hướng BTC vẫn đang là một xu hướng xấu á, nên mình khuyên anh em thì nên hạn chế bắt đáy vào cái thời gian này. Đây là cái cột biểu đồ thanh lý của ngày hôm qua là ngày 11 đó. Thì mọi người cũng có thể thấy là cái số lượng tiền bị thanh lý của lệnh long, phe long là đến là 428 triệu, trong khi phe short chỉ có 45 triệu thôi.
nó số lượng phe long thì nó chiếm áp đảo luôn so với số lượng phe sóc luôn. Bằng chứng mọi người thấy cái cột đó, cột màu xanh rất là lớn luôn nè, trong khi là cái cột màu đỏ thì chỉ có một chút xíu như thế này luôn thôi nè. Thì nó thậm chí là nó vượt qua cả ngày là ngày 6 à. Ngày 6 là ngày khoảng đầu tháng, là những cái ngày mà gần đây là có số lượng hợp đồng, cái số lượng mà tiền để thanh lý nhiều á, thì nhiều ngày gần đây luôn ha, chỉ có ngày 6 à, là nó cũng nhiều gần như là cái ngày hôm qua thôi, nhưng mà ngày hôm qua thì nó lại là thậm chí là còn nhỉnh hơn so với là cái ngày 6 nữa. Thì hôm hôm nay thì mình thấy là cái mình có vào cái trang mà mình có vào B2B là giao dịch mua bán tiền, như mua bán USDT của cái trang Binance, thì mình thấy là hôm nay thì USDT thì nó đã tăng lên là 23.624 đồng một USDT ha. Có nghĩa là mình thấy là cái sự tăng giá này có tăng nhẹ lên chút xíu, có thể là anh em đang có nhu cầu là mua USDT đã bắt đáy mọi người nha. Thì mình cùng xem qua cái on-chain của CryptoOne một chút xíu để xem cái tình hình hiện tại của thị trường về on-chain để xem như thế nào. Thì cái biểu đồ của Bitcoin Exchange Research on-chain là cái số lượng Bitcoin hiện tại đang được giữ trên sàn á, thì mình thấy là từ ngày 16 tháng 3 này đến thời điểm hiện tại là ngày 12 là cũng gần là khoảng là gần một tháng rồi. Thì cái biểu đồ chart này thì nó cũng không có mấy là biến động lắm, thì nó mình thấy là nó chủ yếu là nó đi cái biểu đồ chart màu xanh nha mọi người ha, là cái số lượng thể hiện cho cái số lượng Bitcoin hiện tại đang được giữ trên sàn á, thì mình thấy là cái chart màu xanh từ ngày 16 tháng 3 đến thời điểm hiện tại là khoảng gần một tháng này là nó không có dấu hiệu biến động lắm, thì nó chỉ là đi ngang thôi. Chỉ là đi ngang thôi thì cho thấy được là cái số lượng Bitcoin được các nhà đầu tư thì họ rút ra thì có thời điểm thì nó tăng lên và giảm xuống này, nhưng mà cái chỉ số hiện tại thì trong thời gian vừa qua thì mình thấy là cũng không có biến động lắm, thì chủ yếu là nó biến động từ cái khoảng thời gian mình thấy là lớn nhất ha, là từ khoảng là ngày 7 tháng 3 cho đến là ngày là 16 tháng 3 ha, là lúc đó là cái chặt màu xanh này thì mình thấy là nó dốc hướng xuống rất là nhiều, có nghĩa là cái số lượng mà nhà đầu tư họ rút Bitcoin ra khỏi sàn ở cái thời điểm đó rất là lớn. Còn những cái thời gian vừa qua thì mình thấy là cái chặt màu xanh này thì nó cũng không có mấy là biến động lắm. Chúng ta xem qua cái chỉ số của biểu đồ của Ethereum sao. Ethereum thì hiện tại đang được giữ trên sàn thì mình thấy là nó vẫn có dấu hiệu được rút ra khỏi sàn đó. Thì mình thấy là cái giai đoạn mà rõ ràng nhất là từ ngày 13 tháng 3 cho đến thời điểm hiện tại. Thời điểm hiện tại là cái chặt màu xanh của nó là hướng dốc xuống khá là mạnh nè. Là được các nhà đầu tư thì họ vẫn rút Ethereum ra khỏi sàn với một biên độ khá là lớn. Đây là cũng là một dấu hiệu tích cực dành cho Ethereum. Ethereum thì ở thời gian tiếp theo thì có thể là họ sẽ chuyển từ root of work sang root of tech, thì chuyển từ máy đào, thì chuyển từ hệ thống đào coin là máy đào sang là root of tech, có nghĩa là stake ra được đồng coin mọi người ha. Thì có khả năng là thời gian tới thì nếu mà trường hợp BTC uptrend á, mà mình nghĩ là có khả năng thì Ethereum ở thời gian tới thì nếu mà BTC uptrend thì mình nghĩ là Ethereum thì nó sẽ có một cái sự tăng giá khá là mạnh mẽ. Đây là cái biểu đồ Ethereum là staking của Inflow ha. Là có nghĩa là cái số lượng mà được nhà đầu tư á, thì họ bỏ tiền bỏ Ethereum vào để họ staking đó. Chỉ số này mình thấy là nó ở ngày là ngày 31 tháng 3 nè, là có đến là ba có bao nhiêu nhỉ, số lượng staking là 121.000 Ethereum được staking vào, lớn nhất là ngày 31 tháng 3 này. Còn những ngày gần đây thì mình thấy là nó đang có dấu hiệu giảm dần này, là có nghĩa là Ethereum thì họ bỏ vô họ staking để cho ra được cái Ethereum 2.0. Thì Ethereum này á thì có nghĩa là họ khi mà họ stake vào, họ để họ cho ra Ethereum 2.0 á thì họ không có rút ra được cho nhau mọi người. Có nghĩa là họ chỉ stake vào thôi, và khi nào mà Ethereum 2.0 và nó ra đời thì người ta mới được rút ra thôi. Còn hiện tại thì nhà đầu tư thì họ chỉ là đưa vào thôi, đưa Ethereum vào stake thôi và họ không có rút ra được. Trường hợp nào mà Ethereum 2.0 thì ra đời thì họ mới rút ra được cho mọi người ha. Nhưng mà cái sự tin tưởng của các nhà đầu tư thì họ tin vào Ethereum rất là lớn. Tuy là chưa xác định được ngày là Ethereum 2.0 ra đời, nhưng mà mình thấy là hiện tại là số lượng
trên cái biểu đồ mà những giá trị, những cái đồng mà được những cái giá trị mà những cái đồng coin mà được staking lớn nhất thì đầu tiên là Solana xếp sau, hiện tại thì đang là Ethereum 2.0 rồi. Và Ethereum 2.0 thì hiện tại thì nó thời gian vừa qua thì nó vượt qua mặt cả, qua cả thằng Terra Luna để nó chiếm vị trí thứ hai của thằng Terra, cho ta thấy được là những cái nhà đầu tư thì họ rất tin tưởng vào cái đồng Ethereum này. Cùng xem qua một vài chỉ số à. Chỉ số này là Bitcoin Exchange Net Flow Total on the Chain, có nghĩa là cái số lượng mà Bitcoin được nạp vào rút ra trên sàn thì nó chênh lệch với nhau như thế nào. Thì ngày hôm qua là ngày 11 ha, là cái số lượng Bitcoin được nạp lên sàn thì nó lớn hơn so với lại cái số lượng Bitcoin được rút ra. Thì chúng ta là ở ngày gần đây là chúng ta có 3 ngày sát nhau ha, ngày 9, ngày 10 và ngày 11, thì cái số lượng Bitcoin được nạp lên sàn nó lớn hơn so với số lượng rút ra. Thì đây cũng là có thể là một nguyên nhân nhỏ ha, nguyên nhân nhỏ tác động đến thị trường làm cho cái giá Bitcoin hiện tại thì nó đang có sự điều chỉnh xuống. Đây là mình thấy là cái chỉ số Bitcoin Short Term Holder SRBA, thì cái chỉ số này thời gian trước là mình thấy là cái last value này nó ở mức là 1. Có nghĩa là để anh em nào mới mà chưa biết về chỉ số này ha, thì chỉ số Bitcoin Short Term Holder SRBA này có nghĩa là cái chỉ số là Bitcoin được nắm giữ bởi những nhà đầu tư ngắn hạn, là được xác định bởi những nhà đầu tư mà nắm giữ Bitcoin dưới 155 ngày, thì nó sẽ được xếp vào những cái nhà đầu tư nắm giữ ngắn hạn. Thì ở thời gian trước mình thấy là cái chỉ số last value này ở mức là 1, có nghĩa là những nhà đầu tư này họ bán là đa phần là nói chung là trung bình lại là họ bán không có lời và không có lỗ là ở mức 1. Mà hôm nay mình thấy là cái chỉ số last value này thì hiện tại thì nó đang dưới mức 1 rồi. Có nghĩa là hiện tại là những cái nhà đầu tư mà được xếp vào cái số lượng là nắm giữ Bitcoin ngắn hạn thì hiện tại là họ đang bán lỗ mọi người ạ. Lỗ. Còn ở cái chỉ số Bitcoin long term holder này, là những được đánh giá dựa trên là những cái nhà đầu tư họ nắm giữ Bitcoin dài hạn là tính trên là 155 ngày, thì chỉ số last value này hiện tại thì đang ở mức 1.4, thì có nghĩa là trung bình lại thì những nhà đầu tư này họ đang bán lời ha, nhưng mà cái chỉ số này thì lời nhưng mà nó không có được nhiều lắm à. Thì lúc trước thì mình thấy là cái chỉ số này khi mà Bitcoin lên đến cái vùng khoảng tầm 45 trên 45 thì mình thấy chỉ số này ở mức là khoảng là 1.8 1.9 ha, nhưng mà hiện tại thì đang có sự điều chỉnh về rồi và chỉ số này đang ở mức là 1.4. Đây là cái Bitcoin Estimate Leverage Ratio, là cái chỉ số là cái thể hiện cho cái số lượng lệnh đòn bẩy của thị trường ở thời điểm hiện tại. Ở thời điểm hiện tại thì mình thấy là đây là cái khoảng thời gian này, là của từ mình để mình xem cái. Đây là cái khoảng thời gian mà khi mà mọi người thấy là cả thị trường Bitcoin có sự hồi phục lại và cả thị trường altcoin có sự hồi phục lại khá là lớn, thì mọi người thấy là cái cây màu xanh ha, là cái cây màu xanh nó hướng lên dốc lên khá là tốt, là có nghĩa là cái khi mà cái chạc màu xanh này là số lượng lệnh đòn bẩy, thì thường thường mà khi ở một thị trường mà nó có sự hồi phục tốt thì là cái số lượng lệnh đòn bẩy này nó sẽ tăng lên. Và thời gian vừa qua thì trùng với khúc là cuối tháng 3 và đầu tháng 4, thì lúc đó thì cái giá Bitcoin thì đang có sự điều chỉnh về, thì cái chạc này thì nó cũng hướng xuống luôn. Và ở thời điểm hiện tại thì một vài gần đây thì khi mà mọi người thấy thì Bitcoin nó lại có sự điều chỉnh hướng xuống, thì cái chỉ số lệnh đòn bẩy này nó lại tăng lên, thì có thể là những cái người tham gia thì họ đang đang tham gia nhiều hơn một chút xíu vào cái số lệnh đòn bẩy. Thì chúng ta cũng có thể thấy thấy 24 giờ qua thì có đến là 4 456 triệu đô la bị lấy luôn mà. Còn mình xem qua chỉ số funding rate của thị trường thì mình thấy là chỉ số này cũng phản ánh một phần nào đó cái tình hình thị trường ở của thời điểm hiện tại. Thì hiện tại thì mình thấy là đa phần thì của các sàn ha, thì hiện tại thì chỉ số này đang ở mức âm hết luôn nè. Thì hiện tại thì thị trường thì đang khá là tiêu cực, cái view của đa phần mọi người khá là tiêu cực nè. Thì chỉ số này thì để cho những anh em nào mà lần đầu tiên biết đến trang của mình và chưa biết đến chỉ số này, thì chỉ số Funding Rate này có nghĩa là cái chỉ số phí qua đêm, cái chỉ số này nếu mà hiện tại nó đang ở mức âm như thế này á, ở trên chung quy lại tất cả các sàn luôn á, thì cho ta thấy được là những cái fair short
hiện tại thì họ đang chiếm ưu thế hơn so với số lượng phe lo, và số lượng phe shop hiện tại thì đang trả cái phần phí cho phe shop à. Thì đa phần là các người người dùng thì hiện tại họ đang nghĩ là cái xu hướng BTC nó sẽ còn xuống nữa, bằng chứng là cái số lượng cái chỉ số Fulton Rate này nó đang ở mức âm mọi người ha. Thì hôm nay để mình xem qua cái chỉ số của All Stablecoin à. All Stablecoin thì hiện tại thì sau một cái All Stablecoin là được dự trữ trên sàn á, thì sau khi mà nó từ 28 tỷ đô là vùng này mà nó giảm về tầm 26 hoặc hơn 25 tỷ đô, thì mọi người thấy là cái thị trường altcoin thì nó có sự phục hồi khá là tốt. Nhưng mà hiện tại thì cái chỉ số All Stablecoin được dự trữ trên tất cả các sàn này này, thì hiện tại mình thấy là nó có dấu hiệu tăng nhẹ lên trở lại rồi ha. Có thể hình dung là các nhà đầu tư thì thời gian vừa qua thì họ đã chốt một cái phần lời của mình và họ chuyển stablecoin lại lên trên sàn. Thì hôm nay mình cùng xem qua cái biểu đồ chart luôn ha. Thì hiện tại thì tổng vốn hóa của thị trường là total đang ở mức là 1.800 tỷ đô. 1.800 tỷ đô này thì mình thấy là hiện tại thì ngày hôm qua thì cái chỉ số này nó giảm khá là lớn. Để mình xóa cái này đi cho nó đỡ rối mắt này. Nó giảm khá là lớn. Và ở thời điểm hiện tại thì mình thấy là cái xu hướng giảm của thị trường thì đang là chiều hướng xấu, và mình thấy là đa phần là các chỉ số này thì nó cũng báo hiệu là cái xu hướng là giảm tiếp theo của thị trường, nên chúng ta không thể biết được là chắc chắn là nó có giảm hay không, nên chúng ta cũng phải cẩn thận nè. Tại vì mình thấy là đa phần là các chỉ số ví dụ như là histogram này thì hiện tại thì nó đang cũng đang hình thành những cái cột màu đỏ tiếp diễn của nó rồi, và hiện tại thì mình thấy là khả năng cao thì nó sẽ hình thành thêm vài cái cột nữa. Tại vì chung quy lại thì mọi người thấy ha, thì để một cái biểu đồ cân đối thì nó phải có một cái xu hướng xuống như thế này và lên lại như thế này ha, giống như là ở khu vực này ha. Mặc dù khu vực này nó sẽ đỏ và đỏ nhạt thôi, nhưng mà mình nghĩ là để hình thành một cái số cột mà histogram này, mình nghĩ là nó sẽ phải mất vài cái cột nữa. Và hiện tại thì cái đường signal và cái đường MACD thì hiện tại thì nó đã cắt nhau hướng xuống rồi, thì báo hiệu cho một cái xu hướng giảm giá tiếp theo của thị trường. Hoặc có thể là trường hợp tốt thì khả quan hơn thì có thể nó đi sideways ha, nhưng mà mình thấy là khả năng thì nó có sẽ xu hướng điều chỉnh. Thì mình xem qua chỉ số của Total 2 là tổng vốn hóa của các đồng altcoin. Thì hiện tại thì mình thấy là Total 2 và Total 1, Total và Total 2 thì mình thấy là cũng tương tự với nhau thôi. Mình thấy là cái chỉ số này thời gian qua thì nó đều đi giống tương đồng với nhau hết và không có gì là khác biệt hết. Nó đều nằm dưới cái đường EMA 200, và hôm qua thì nó còn ở cái vùng neckline, ở cái khu vực là mua hai đáy trước đó của nó ha. Nhưng mà hôm nay thì mình thấy là nó đã tiệm cận, nó phá qua khu vực neckline của nó rồi. Và có thể là mình nếu mà xuống nữa hay không thì mình không có thể biết được, không có thể biết chắc được ha. Nhưng mà hiện tại thì mình thấy là nó đang có báo hiệu những cái xu hướng là khá là xấu của thị trường. Thì mình xem qua cái chỉ số Bitcoin Dominate nha. Dominate thì đúng như là theo dự đoán của mình ha, thì mọi người thấy có thể thấy là sau một cái mua giảm giá như thế này khá là mạnh, thì thị trường altcoin có sự phục hồi khá là tốt. Đây là cái chỉ số thị phần của Bitcoin. Thì một vài gần đây thì cái chỉ số này chủ yếu nó đi sideways ở trong một cái biên độ tích lũy nhiều khu vực này thôi. Thì hiện tại thì đa phần thì mọi người thấy là cái thị trường altcoin thì sau một cái quãng thời gian nó phục hồi khá là tốt, và hiện tại thì Bitcoin Dominant này nó đi ngang, thì cái và cái giá Bitcoin này nó đang là điều chỉnh, thì thị trường altcoin thì nó cũng điều chỉnh theo mọi người ha. Thì thời gian tới thì theo như là những nhận định của mình á, thì khi mà BTC mà nếu mà qua được cái đợt điều chỉnh rồi á, thì lúc đó thì và thị phần thì BTC của Dominant này nó sẽ tăng lên này, thì có thể nó sẽ tiệm cận lại ở cái vùng là 43%, 43% này, để nó dành cái sự ưu tiên hơn dành cho Bitcoin à. Và sau đó thì chúng ta cũng kỳ vọng là cái Dominant này nó sẽ hướng dốc xuống như là một cái mu trước ở cái khu vực này à. Và chúng ta cùng kỳ vọng thì lúc đó thì altcoin thì nó sẽ có một sự phục hồi nữa tương tự như ở cái thời gian diễn ra của cái thời điểm vừa rồi.
thì quay trở về với biểu đồ quen thuộc là biểu đồ Bitcoin. Thì hôm qua thì mọi người có thể thấy, để mình để con chuột vào đây thì mọi người nhìn góc bên trái, thì hôm qua là cái chỉ số mà Bitcoin lúc mà nó ở mức cao nhất là cái H, cái chữ H đây nè, đó là ở mức là 42.400, và cái lúc thấp nhất của Bitcoin vào thời điểm rạng sáng hiện thời điểm hiện tại là ở mức là 39.200, có nghĩa là nó đã giao dịch, có nghĩa là nó đã dao động, nó đã giảm khoảng tầm 3.000 giá. Và mọi người có thể thấy là ở đây là mình thấy là một cái sự tương đồng khá là lớn rồi, mọi người có thể hình dung không? Thì ở đây là một cái khu vực là của nó là 44 đến 45.000, là một cái khu vực hỗ trợ của nó ở khu vực thời gian trước. Và khi mà BTC có sự điều chỉnh về cái vùng này và nó vượt qua thì nó đóng một cây nến là Marlboro Bosu, là một cây nến sẽ hiện sức mạnh của phe bán rất là lớn, và nó đâm thẳng xuống cái khu vực hỗ trợ của nó là 45.000 như thế này. Và ngày hôm qua là ở khu vực là 42.000, cũng là một khu vực hỗ trợ dành cho BTC, thì nó đã có vài ngày trước là nó tiệm cận khu vực này và nó không có phá được, nhưng mà ở ngày hôm qua thì nó cũng đóng một cây nến là Marlboro Bosu, là một cây nến thể hiện cái phe bán rất là mạnh ở khu vực này. Có nghĩa là một cái nến Marlboro Bosu, có nghĩa mọi người thấy là một cái nến là không có râu nến nè, hoặc là râu nến cực kỳ nhỏ, và nó rất là to và nó dài, là thể hiện một cái áp lực bán rất là mạnh của cái phe bán, mọi người ha. Và ngày hôm qua là ở khu vực 45.000 này là một cái mô hình nến Marlboro Bosu, và hôm qua ở khu vực 42.000 là khu vực hỗ trợ của BTC. Thì trước đó nó có đã 3 ngày ở tranh chấp ở khu vực này, và hôm qua thì nó đã chính thức đóng một cây nến Marlboro Bosu mà nó rách xuống cái khu vực hỗ trợ này. Thì đây là một mô hình cũng tương đồng, và ở đây mô hình cũng tương đồng, khi mà nó đâm xuống ở khu vực hỗ trợ của nó thì nó hình thành một cái sức mạnh rất là lớn. Thì hiện tại thì hôm qua là ngày thứ hai, thì sau khi mà mình có nhận định là BTC là ở khung tuần, thì thời gian vừa rồi thì nó đã hình thành một mô hình nến, là mô hình nến Evening Star, là một mô hình nến sau hôm, là một mô hình nến báo hiệu cho cái sự giảm giá ở thời gian tiếp theo. Thì nó ủng hộ cho cái việc giảm giá thôi, thì không có phải là lúc nào thì trên lý thuyết thì nó cũng đúng như thực tế là 100%, nhưng mà mình thấy là có rất là nhiều lần nó chính xác như vậy ha. Thì hôm qua, thì trong video hôm qua thì mình cũng cảnh báo cho mọi người, thì đây là một cái mô hình nến sao hôm, là một mô hình nến ủng hộ cho cái việc xu hướng là giảm giá ở thời gian tiếp theo. Thì lập tức là từ ngày hôm qua đến hôm nay thì BTC có sự điều chỉnh xuống khá là mạnh. Hiện tại thì để mà nói thì BTC có sự điều chỉnh về giá nữa, để giảm nữa hay không thì mình không có biết được chắc chắn ha. Nhưng mà hiện tại thì mình thấy là đang tình hình khá là xấu dành cho BTC. Nhưng mà đương nhiên là view của mình, BTC ít nhất là vẫn là lên vùng đến vùng 51, 52.000 là ít nhất ha mọi người ha. Ít nhất vẫn phải lên đến vùng 51, 52.000, đó là sẽ là một vùng quan trọng dành cho BTC. Nhưng mà trong ngắn hạn thì hiện tại thì BTC đang có một cái xu hướng khá là xấu dành cho BTC. Thì để mà nói hiện tại thì mình để mà nói thì không biết là BTC có giảm nữa hay không thì chúng ta không có thể biết được, nhưng mà trước mắt là mình thấy là cái xu hướng của BTC đang khá là xấu. Thì ở cái vùng hỗ trợ tiếp theo dành cho BTC thì mình thấy là sẽ là vùng khoảng tầm rơi tầm ở khu vực này nha mọi người ha. Đây đâu đây, ở khu vực từ 38.000 đến 37.500 là khu vực này. Thì mình zoom ra lớn hơn cho mọi người xem ha. Đây là khu vực hỗ trợ tiếp theo dành cho BTC, sẽ là ở khu vực là từ 37.500 đến khu vực 38.000 này. Thì chúng ta cùng kỳ vọng thì BTC nó sẽ không giảm quá là sâu xuống nữa ha. Nếu mà giảm quá là sâu nữa xuống nữa thì các đồng altcoin nó sẽ bị sốc nhiệt và các đồng coin altcoin thì nó cũng sẽ xuống theo, và lúc đó xuống theo thì đương nhiên là cái BTC dominant thì nó sẽ phải tăng lên, thì lúc đó thì altcoin thì của chúng ta thì nó sẽ là càng là bị hút máu thêm nữa mọi người. Thì hiện tại thì đối với thời điểm hiện tại thì mình khuyên là anh em nên khoan, hẳn nên bắt đáy vào thời điểm hiện tại nha. Từ lúc mà khi mà BTC nó đã rách xuống khu vực là 45.000 và nó đóng đến khu vực dưới đây, thì lúc đó từ lúc đó đến hiện tại thì mình cũng nói chung là trong video nào thì mình cũng khuyên anh em là nên là cân nhắc rất là kỹ, trừ trường hợp là những đồng altcoin nào anh em rất là thích và anh em đã biết về nó và nó phải về vùng entry cực kỳ đẹp cơ,
thì anh em mới đi xây thôi, và đi nên đi xây 1/4 của mình thôi, để trường hợp BTC có test lại những vùng đáy tiếp theo thì mình vẫn còn tiền để mình đi xây. Thì từ lúc đó mà BTC đóng rách một cái nến dưới đây thì mình đã cảnh báo cho anh em, và hầu như ở video nào thì mình cũng nói về điều này ha. Và thời điểm hiện tại thì BTC đang ở mức là trên 39.000, thì nói chung là mình thấy BTC nó cũng đã giảm khá là nhiều so với cái đỉnh là khoảng là tầm 48.000, nó cũng nghĩa là nó giảm khoảng tầm là 9.000 giá, hơn 9.000 giá một chút xíu rồi, thì nó cũng đã giảm khá nhiều rồi. Nhưng mà hiện tại thì BTC trong xu hướng ngắn hạn thì nó vẫn đang là một cái xu hướng là chưa mấy khả quan nè, thì chúng ta cũng nên là cẩn thận hơn một chút xíu. Mình xem qua cái thị phần của USDT này, là cái đây là cái thị phần là USDT, là cái đồng coin giống như là vua của stablecoin rồi ha, thì nó chiếm đến chắc khoảng là tầm 60 hoặc 70% cái thị phần của stablecoin là USDT. Thì thời gian qua thì mọi người cũng thấy không, là đây là một cái mu, là một cái khu vực cái mu đây, là nó USDT, cái thị phần của USDT thì nó giảm từ ở cái mốc là 5% về xuống cái khu vực này, và bảo là lúc đó là cái thị trường altcoin có sự phục hồi khá là lớn. Thì mình có làm một cái video, mình mà cái video có tên là dấu hiệu uptrend, những dấu hiệu uptrend của BTC ở thời gian sắp tới, thì ở vào trong trang cá nhân của mình thì cái video đó mình cũng nhận định về ở những cái sự tương quan của BTC và cái USDT dominant này ở trong quá khứ. Thì trong quá khứ thì nó đã có rất là nhiều lần cái chỉ số này nó chạm đến vùng 5% và nó hướng xuống, thì lúc đó là báo hiệu cho một cái mùa uptrend ở thời gian sắp tới. Đây là ở cái thời điểm là tháng 9 năm 2020, và cái chỉ số này nó cũng chạm đến vùng 5% và nó hướng xuống ở khu vực này là lần thứ nhất. Và lần thứ hai thì ở khu vực là tháng 6 của năm 2021. Thì nếu mà anh em nào tham gia thị trường một thời gian rồi thì đã trải qua những giai đoạn này thì cũng biết ha, là khoảng thời gian là tháng 10, tháng 9, tháng 10 đến tháng 10 của năm 2020, chỉ số dominant này nó chạm đến vùng 5% và hướng xuống. Và ở thời điểm thứ hai là khi mà chỉ số USDT dominant này nó cũng chạm đến vùng 5%, là thời điểm tháng 6 của năm 2021 và hướng xuống, thì lúc đó là cái thị trường altcoin thì chúng ta là đang chuẩn bị bước vào cái mùa altcoin season. Và ở thời điểm đầu năm nay thì nó đã có hai lần nó chạm đến vùng 5% rồi, là ở thời gian tháng 1 của năm 2022 và thời điểm vừa qua là tháng 3 của năm 2022. Thì chỉ số này nó cứ ngấp nghé, nó giảm xuống, và mỗi lần giảm xuống thì cái mỗi lần lần giảm xuống thì cái thị trường altcoin này nó có sự phục hồi rất là tốt. Nhưng mà hiện tại thì cái USDT dominant này nó cũng đang dần dần hướng lên rồi, thì cho ta thấy được là cái sự chốt lời của nhà đầu tư thì họ đang chốt lời lại là USDT rồi. Thì nếu mà trường hợp mà cái chạc này nè hướng xuống như là cái mu một cái mu thứ hai này và mu thứ nhất như thế này, thì lúc đó thì mọi người cũng có thể thấy là cái thị trường altcoin thì của chúng ta thì nó sẽ bước vào một cái mùa altcoin season ở thời gian tiếp theo. Thì hôm nay thì mình cùng xem qua một vài đồng coin. Đây là con CRO này của crypto.com, là cái người ta hay gọi là vui là hệ nhà giàu đi làm crypto. Thì cái đồng CRO thì mình đánh giá rất là cao, rất là xịn sò luôn. Hình như là cái này nó không có raise vốn luôn ở những các quỹ đầu tư khác luôn đó, và nó tự có nghĩa là tự vốn của nó luôn đó. Thường thường một dự án mà mọi người thấy thì để một dự án hình thành thì thường thường những cái dự án thì họ sẽ raise vốn, họ sẽ kêu gọi vốn từ các quỹ khác, nhưng mà cái này thì họ nói chung là nhà giàu rồi, họ tự bỏ tiền của họ ra họ chơi luôn chứ họ không cần gọi vốn gì ha. Và hiện tại thì mình thấy cái ATH của nó vào thời điểm mà tháng 11 năm 2021 là ở mức là 0,9 này, và thời điểm hiện tại là 0,4, có nghĩa là nó cũng hơn chia hai một chút xíu rồi. Và mình cũng đánh giá rất là cao con CRO, nhưng mà mọi người biết sao, tại vì mình thấy là vào cái mà cái cap của con CRO mình thấy là cái tổng cung của nó khá là nhiều, thì mình thấy là cũng hơi ớn. Nhưng mà không biết ở ví dụ như ở thời gian sắp tới thì con CRO này nó có đốt token nó bên token hay nhiều hay không ha? Thì mình thấy là cái cơ chế thì nó thì mình thời gian tới thì mình không biết, nhưng mà hiện tại thì mình thấy là cái tổng cung của nó hơi nhiều một chút xíu, mặc dù được đánh giá rất là cao. Và hiện tại thì cái giá 0,4 này thì mình thấy là cái giá là một cái giá mà khá là tốt dành cho con CRO. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì khi mà BTC đang có sự điều chỉnh như vậy thì mọi người có thể chờ CRO về vùng 0,35 ha? Thì mình thấy là sẽ là một cái vùng entry đẹp hơn dành cho con CRO nè.
con Linh này, con Linh Linh là được mệnh danh là King của Oracle, thì mình thấy con Linh này nó chưa có tăng quá là nhiều, thì mình đã đánh giá là con này nó còn, thậm chí là nó còn chậm hơn Polkadot nè. Thì mọi người thấy là con Dot thì nó đã chậm như thế nào đó ha, nhưng mà mình thấy là con Linh này thì thậm chí là nó còn đi sau cả con Dot nữa. Thì nếu mà anh em nào mà đang hold ví dụ như là Linh hoặc Dot thì cũng nên kiên nhẫn một chút xíu à. Thì xác định mà hold những con này thì mình cũng nên xác định là thời gian phải dài hạn, chứ mình muốn như là nó như là Neon hoặc là Sol hoặc là như Avax hoặc Terra thì không có được ha. Nếu mà anh em hold như vậy thì chúng ta sẽ rất là khó để hold và để nắm giữ được dài hạn. Thì con Linh này thì mình thấy là nếu mà nắm giữ dài hạn thì tầm giá 13 đô này vẫn là một cái mức giá là quá là rẻ dành cho con Linh, nhưng mà ở thời điểm hiện tại trong ngắn hạn thì BTC có một sự điều chỉnh như vậy và con Linh thì nó sẽ tăng chậm giá, thì anh em mình nghĩ anh em thì có thể là chờ Linh về cái vùng 11 đô này, mình nghĩ là sẽ là một cái entry tốt hơn dành cho Linh ở cái thời điểm hiện tại ha. Thì thời gian vừa qua thì chúng ta đã nói rất là nhiều về con Near rồi. Near thì nó tung rất là nhiều thông tin tốt, và thông tin là khoảng tầm ngày 20 tháng 4 này ha thì nó sẽ phát hành cái đồng USN là cái đồng stablecoin của cái hệ Near, thì chúng ta cùng kỳ vọng là nó có tiếp nối cái ông lớn là cái hệ Terra, thì nó có tiếp nối được những cái gì mà Terra đã làm thời gian vừa qua hay không. Mà trường hợp mà BTC uptrend mà cái đồng USN của Near ra thị trường được mọi người ủng hộ nhiều á, thì khả năng là Near ở thời gian sắp sắp tới thì mình thấy là sẽ có sự tăng trưởng rất là lớn à, thì chúng ta cũng kỳ vọng như vậy. Và cái APY là cái khoản lợi nhuận mà khi mà anh em mà stake stake á, stake Near ra cái đồng ra cái USN á, là cái đồng stablecoin của Near, thì mức lợi nhuận là rơi khoảng tầm 20%, hình như là cũng bằng Ventera thì sao mình cũng không nhớ chính xác, nhưng mà cái APY của cái đồng USN thì họ đã công bố rồi là ở mức là khoảng tầm 20%, là một con số là khá là lớn à, khá là lớn. Ví dụ như anh em ở ngoài anh em gửi ngân hàng đi một năm đi thì thường thường lãi suất thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 8 hoặc 9% đúng không, 8-9%, hoặc là mình thấy là nhiều đó, như là khoảng tầm 5 hoặc 6% thôi à. Nhưng mà ở cái thị trường này thì anh em cái khoản lợi nhuận mà anh em mà của cái đồng USD là cái stablecoin của Ni thì nó lên đến tận 20%. Xin 8 à, xin 8 này mọi người. C98 hồi thì sáng hôm nay thì mình thấy là nó có một thông tin là Coinbase, cái trang này cái đăng blog của Coinbase này. Thì hiện tại thì họ đang công bố là những tài sản đang được xem xét để niêm yết trên Coinbase vào quý 2 à. Đây đây là nó nói là những tài sản này sẽ là được được xem xét để niêm yết vào quý 2 năm nay. Thì trang Coinbase thì họ đã công bố này mọi người thôi, vào khoảng tầm sáng hôm nay à. Sáng hôm nay là ngày 12 tháng 4 nè, là mới sáng sớm hôm nay là mình đã cập nhật cho mọi người luôn ha. Thì trong đó thì mọi người có thể thấy là một cái đồng coin quen thuộc của chúng ta ha. Một cái đồng coin quen thuộc của chúng ta nằm trong cái danh sách là những tài sản được niêm yết trên Coinbase vào quý 2. Thì đây là C98 của mọi người đây ha. Thì hiện tại thì những thông tin này là chưa phải chính thức ha. Nó có nghĩa là những tài sản mà nó công bố là nó đang được xem xét để niêm yết trên Coinbase vào quý 2 á, thì khả năng thì nó sẽ niêm yết thôi, nhưng mà chưa chắc chắn mọi người. Nhưng mà thường thường thì những tài sản thì mà họ công bố như thế này thì nó sẽ được niêm yết trên Coinbase. Thì dành cho những ai là fan của C98 và đang nắm giữ C98 thì cũng thì nên biết thông tin này ha. Thì có khả năng thì thời gian sắp tới vào quý 2 thì nó sẽ list C98 trên Coinbase, và tháng 7 năm nay thì C98 thì nó cũng mới có lịch trả token, có nghĩa là từ giờ đến tháng 7 thì cũng còn 3 tháng nữa. Thì anh em nào nắm giữ C98 thì cũng nên biết hai cái thông tin quan trọng này ha, là thông tin đầu là khả năng thì thời gian tới C98 sẽ được list trên Coinbase, khả năng thôi nha mọi người ha, chứ chưa có gì là chính xác. Và thời điểm là tháng 7 thì nó sẽ có lịch trả token. Thì anh em nào đang nắm giữ đồng C98 hoặc thậm chí là đang định mua thì nên biết hai thông tin này. Và hiện tại thì mình thấy là cái giá của C98 mà C98 thì hiện tại thì mình thấy đang ở mức 1,4 đô này. Thì với cái tiềm năng C98 thì cũng làm về multi chain mọi người ha. Multi chain thì thời gian qua thì được rất là nhiều những ông lớn là tweet những cái tweet mà ví dụ như ủng hộ cho cái việc multi chain, ví dụ như là ông Vitalik này là nhà sáng lập Ethereum, thì ông cũng nói là multi chain sẽ là một xu hướng của xu hướng ở cái xu hướng của thị trường ở cái thời gian sắp tới.
là nó sẽ an toàn hơn so với là cross-chain. Cross-chain là chỗ chéo mà. Từ thời gian qua mọi người thấy là rất là nhiều vụ hack được xảy ra trên là cross-chain giữa cái cầu, những cái cầu. Thì điển hình nhất là thời gian gần đây thì mọi người cũng thể thể biết là ISS ha, thì nó bị hack lên đến mức tổng tài sản bị hack là lên đến tận 600 triệu đô la. Đó, nói chung là ở cái cross-chain thì nó sẽ không an toàn bằng multi-chain, và C98 thì nó cũng làm về multi-chain mọi người ha. Thì hiện tại giá 1,4 đô thì với những cái tiềm năng mà C98 của C98 ha, thì mình thấy là giá 1,4 đô là vẫn là một cái giá khá là tốt dành cho C98. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì khi mà BTC đang có một cái sự điều chỉnh như vậy thì đương nhiên là chúng ta sẽ có những cách chơi phải phù hợp với cái bối cảnh của thời gian hiện tại ha, chứ mình không có thể áp dụng được một cách chơi vào tất cả các thời gian khác. Ví dụ như trường hợp mà anh chị mà có ví dụ như là không có thời gian, hoặc là ví dụ như là khi chúng ta đã xác định được một đồng coin tốt và đồng coin top thì khả năng cao thì nó sẽ tăng trưởng, để càng lâu thì nó sẽ tăng trưởng, và chúng ta không có thời gian thì chúng ta cứ để đó chúng ta hold thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà đối với anh chị nào mà ở trường phái trade thì mình đang nói là xác định rõ ràng hai cái trường phái nha. Thì ví dụ anh chị hold thì cứ để đó hold thôi, không quan tâm luôn, thì mình cũng không có ý kiến, không có vấn đề gì. Nhưng mà anh chị nào ở trường phái trade thì cũng nên là chú ý những thông tin cơ bản, những phân tích cơ bản của thị trường, và để chúng ta biết là những cái điểm ra điểm vào hợp lý ha. Thì hiện tại thì C98 ở mức 1,4 đô, thì mình thấy là anh chị có thể là chờ về một chút xíu nha. 1,4 đô với lại một vùng 1,1, 1,2 đô thì nó cũng không cách xa quá là bao. Thì mình nghĩ là nếu mà trường hợp BTC có test lại ví dụ như cái đáy khoảng tầm 37 hoặc 38 nghìn thì mình thấy là thời điểm đó thì là sẽ là một cái thời điểm có thể là phù hợp hơn để chúng ta nhập hàng. So với thời điểm hiện tại thì BTC vẫn giữ ở cái vùng là trên là 39.000. Thì đối với nhận định của mình thì mình thấy là vẫn chưa phải là an toàn lắm, thì để mà cái mức entry tốt hơn thì anh chị có thể là chờ C98 về cái vùng 1,1 hoặc 1,2 đô ha. Thì mình thấy là entry sẽ tốt hơn dành cho con C98 này. Còn IMX này thì nó đã giảm quá là nhiều rồi, để mình đo là Fibo. IMX thì thời gian qua thì nó thậm chí nó đã thủng qua, nếu mà trường hợp đẹp, thường thường một cái biểu đồ đẹp thì mọi người thấy thì ở cái vùng 0,5 này đến cái vùng 0,618, thì ở khu vực này thì thường nó sẽ giảm về khu vực này và nó tăng lên. Đó sẽ là một mô hình đẹp dành cho C98, dành cho một cái biểu đồ. Nhưng mà ở cái biểu đồ IMX này thì mình thấy là cái sự điều chỉnh giá của nó lại thậm chí là nó tụt xuống qua hẳn cái vùng 0,382. Có thể hình dung được là thời gian qua thì cái con IMX này thì nó giảm, nó tăng nhiều ha. Nó tăng nhiều thì tương tự như thời gian sau thì nó cũng sẽ là giảm là nhiều. Thì chúng ta có thể là đó là lý do là tại sao mà cái IMX thì nó sẽ giảm giá nhiều như vậy. Thì ở cái vùng là 1,748 này thì để mà nói là chúng ta có thể vào được cái IMX này hay chưa, thì mình thấy là chúng ta khoan hẳn hẳn vào thôi. Thì hôm tại hôm qua mọi người thấy khi mà BTC có sự điều chỉnh thì ở cái khu vực này là cái nến ngày của IMX, thì mình thấy là nó có một lực áp lực bán khá là mạnh. Có thể là nó sẽ là trong xu hướng là giảm giá tiếp theo của nó nữa ha. Nên anh em nếu mà thích ăn con IMX này thì có thể là cần quan sát thêm mọi người nha. Con Agala là một con là mình đánh giá rất là cao trong cái hệ Polkadot này. Ví dụ như là ở Near đi thì mình thấy là ví dụ như là có Rep này, có Oxbird này, có Aurora này. Còn ở Polkadot thì mình thấy là có Moonbeam á và GLMR với lại Akala, thì mình đánh giá rất là cao những con này trong hệ của Dot. Thì mình thấy là khả năng là Akala hoặc là Moonbeam ha, thì nó sẽ tăng giá, còn có nghĩa là cái mức độ tăng giá đó, nó sẽ thậm chí là còn mạnh hơn là con Polkadot mọi người ha. Thì Akala thì mình thấy là mức đang hiện tại ở đang mức là 1,5 đô. 1,5 đô thì cái vùng hỗ trợ tiếp theo giá dành cho Akala sẽ là ở vùng vùng 1,4 đô. Thì về cái vùng này thì anh em cũng nên quan sát thêm thì nó sẽ có thể nó rớt xuống khu vực này hay không à. Còn hiện tại thì mình thấy là nếu mà để một cái thị trường đẹp đi thì giá 1,5 đô thì một mức giá hoàn toàn tốt dành cho Akala. Nhưng mà ở thời điểm cái bối cảnh hiện tại của BTC thì chúng ta vẫn nên kiên nhắc, vẫn nên kiên nhẫn hơn một chút xíu. Thì ở thời điểm hiện tại thì chúng ta cần có kỷ luật hơn, tại vì mỗi cái
bối cảnh của thị trường thì chúng ta sẽ có một cách chơi hợp lý hơn hơn ha. Thì ở cái tip này thì hôm qua thì trong video hôm qua thì mình cũng đã chia sẻ cho anh em rồi. Con HT này thì con là của sàn Huobi. Huobi thì mình thấy là cái sự điều chỉnh giá của nó không quá là lớn ha, mọi người có thể thấy. Thì để đâu đâu để mình xem mà. Thì mình xóa cái này, để mình xóa cái này đi cho nó dễ nhìn. Thì để mình một vẽ một cái trainer nè, chờ mình xíu. Đây. Đây. Mọi người có thể thấy mình vẽ một cái trading range này, có nghĩa này là cái vùng trend range ha, là cái đây là bên trên của trend range và đây là bên dưới của trend range. Thì con để mình xem lại coi ha, là cái nửa bên trên nhé ha, để mình vẽ thêm một cái nữa ha. Đây là một cái bên trên của trend range và đây là bên dưới của trend range, và đây là một cái khu vực là mình có cách chia đôi ha, giữa bên trên và trend range và bên dưới trend range. Thì mọi người có thể thấy là cái giá của con HT này thì nó chủ yếu là nó đi sideways một trên một cái biên độ, có nghĩa là khu vực chỉ bên trên thôi, và bên dưới thì nó chỉ có cái râu ở khu vực này thôi, mọi người thấy không? Thì có nghĩa là nó duy trì được sức mạnh khá là tốt từ ở cái vùng là khoảng tầm 8,5 đô có thể đến 10 đô, và thậm chí là mình thấy là nó đi với một cái biên độ khá là hẹp như vậy ha. Thì có nghĩa là khi mà cái giá của con HT nó giảm về 8,5 đô thì lập tức là có một cái lượng cầu vào của thị trường vào con HT này, làm cái giá của nó bật lên và nó cứ đi sideways trong một cái biên độ khá là hẹp, và mình thấy là khá là hẹp dành cho con HT này. Thì để mình xem coi cái giá quá khứ của nó ha, giá quá khứ của nó vào cái thời điểm là cao nhất là vào bao nhiêu, là vào khoảng là ngày 1 tháng 5 là Ancoin của season mùa trước nữa ha, là 39 đô, và cái thời điểm cao nhất là vào tháng là tháng 9 nè, tháng 9 của năm vừa rồi là 17 đô, và hiện tại giá 9 đô. Thì mình thấy là giá 9 đô thì ở khu vực là tầm dưới 10 đô thì mình thấy là vẫn là một cái mức giá nó chưa phải là quá là cao của cái con HT là của sàn Huobi nè ha. Huobi là một trong những sàn cũng khá là lâu ha, và cũng khá là uy tín. Thì mình thấy là HT này thì chủ yếu là nó đi dao động trong biên độ từ là phía bên trên của trend range, là khu vực từ 8,5 đến 10 đô này, khá là hẹp ha. Thì anh em thích thì có thể canh khi mà nó chạm về cái khu vực là bên dưới của trend range là khu vực 8 đô này thì có thể là mua lên ha, hoặc là long lên, thì mình thấy là cũng là khá là hợp lý ha. Thì nếu mà anh em nào thích long sóc thì có thể là canh cho con HT này nó chạm về cái bên dưới cái nửa cái phần nửa dưới đây ha, cái phần giữa của bên cái đường trend line mình vẽ này, có thể chạm đến vùng đây và có thể long lên. Thì mình thấy là đây là cũng một mô hình đẹp dành cho anh em nào mà thích cái trò chơi long sót nha mọi người ha. Còn CMT sau một cái thị trường khi mà Ancoin có sự phục hồi khá là tốt thì CMT là rất là được chú ý trong thị trường, vì có nhiều ngày thì nó cái volume giao dịch của nó đều khoảng tầm đến 4 tỷ mấy 5 tỷ đô luôn, khá là lớn với một đồng coin mà mới được list sàn. Hiện tại thì anh em nào mà đu ở CMT ở những cái khu vực như là 3 đô gần 3 đô thì có một số anh em mà nhắn tin nói mình thì không anh ơi, anh cho em hỏi coi em đu CMT ở những khu vực như là 2 đô 8 đô 9 3 đô này thì có về được hay không. Thì mình thấy là thì anh em khi một đồng coin mà đã tăng trưởng quá là nhiều nhưng mà chỉ trong một thời gian ngắn thì anh em hạn chế chơi những đồng coin này như thế này ha, mặc dù dùng được đánh giá tốt thì nhưng mà chúng ta giống như là chúng ta thà nút giống như như là chúng ta thà nuốt nước miếng gọi là lau nước mắt ha, mắt ha. Thì anh em hạn chế chơi những cái đồng coin như thế này. Thì mình nghĩ là cái trend mua tôi này thì khi mà thị trường uptrend trở lại thì mình nghĩ là nó cũng sẽ quay trở lại thôi ha. Nhưng mà để một cái đồng mà nó đã install như thế này thì nó, để mà nó tăng lại thì mình nghĩ cũng tùy đồng ha, tùy đồng thì nó sẽ mất thời gian ngắn hay là thời gian nhiều thôi, nhưng mà mình nghĩ là cái GMT nó sẽ quay trở lại mọi người ha. Thì khả năng là đu 3 đô này hơi lâu một chút xíu thôi. Còn con AAVE này, AAVE này là con lại làm về là mảng lending borrowing này. Lending borrowing thì mình thấy là nó hiện tại đang ở vùng 159 đô mà thời gian qua tăng lên đến 126 đô. Thì mình thấy hiện tại cái giá 159 đô thì mình thấy là tuy là nó cũng giảm khá là nhiều ra mà nó cũng đã nó khi mà từ khi nó đóng cây nến này, cây nến rất là mạnh mẽ xuống cái đường EMA 200
thì cho thấy được là cái áp lực bán của con AAVE này thì nó vẫn còn là khá là lớn. Thời điểm hiện tại thì anh em mình nghĩ là em có thể là chờ về cái khu vực là 130 đô thì mình nghĩ là sẽ là một cái entry tốt hơn dành cho con AAVE này. Thì con này thì lâu quá mình cũng không chơi ha. Tại mình thấy là cái market cap của nó cũng hơi lớn rồi, một chút xíu rồi. Con DAT này là một con là cũng là khá là lâu đời ra. Để mình xem ATH của nó ở thời điểm là tháng 5 2021 là lên đến tận là 480 đô. Vì hiện tại là cái giá khoảng 100 đô, có nghĩa là nó chia gần chia năm so với cái ATH của nó. Thì con này cũng là một con coin cũ, mình cũng không có chơi nha mọi người ha. Tại vì con này thì có anh em nhắn tin nhờ mình phân tích thì mình mới xem thôi. Thì cái giá hiện tại là giá 100 đô ha. Giá 100 đô thì mình thấy là nó cũng đã giảm quá là nhiều á, và cái khu vực quá khứ của nó thì nó cũng có sẽ có những cơn sóng như thế này nè. Sóng như thế này và hiện tại thì mình thấy là nó cũng giảm về cái vùng 100 đô, cũng là một cái vùng hỗ trợ dành cho con DAS này. Thì nếu mà phù hợp 100 đô mà nó không có giữ được ha, thì chúng ta rất có thể thấy là Dash sẽ về cái vùng gọi là 85 đô này ha, là một cái điều hết sức bình thường thôi. ETC thì sau một cái thời gian tăng giá của nó khá là mạnh, x2 giá luôn, từ cái mức là 25 đô mà nó tăng lên đến 50 đô, nghĩa là x2 này. Thời gian qua là tại sao mà cái mức tăng giá nhiều như vậy, thì anh em thời gian qua cũng có một thông tin là nếu mà thời gian tới khi mà Ethereum chuyển từ cơ chế BO W sang BOS đi, thì hệ thống máy đào thì nó sẽ tương thích dùng để đào cái đồng ETC này, thì lập tức là giá ETC này nó sẽ có sự tăng giá nhiều như vậy. Thì ETC là tiền thân thì nó cũng của Ethereum, nó tách ra thôi sau một cái vụ hack gì đó, thì Ethereum cũng là một đồng coin cũ rồi, thì mình cũng lâu rồi mình cũng không có chơi đồng này, tại vì mình thấy là cái giá của nó bất ổn quá, thì nó cứ đi như vậy thì nó tăng biến động mạnh như thế này, tăng sau này rồi xong lại tụt giảm xuống. Thì mình chơi rất hạn chế, mình chơi những cái đồng coin như thế này rất là phiêu. Mọi người thấy cái thời gian tăng giá của nó trong một cái thời gian rất là ngắn ở khu vực này ha, từ khoảng tháng 4 2021 này, nó tăng lên đến cái vùng 180 đô, từ vùng 14 đô tăng đến 180 đô, tăng rất là nhiều chỉ trong một khoảng là tầm chưa được một tháng này, chưa được một tháng mà nó tăng nhiều như vậy, xong rồi lại tụt xuống giảm rất là mạnh, rồi xong có lại đi lên như thế này, đi chặt như này. Mình rất là hạn chế chơi những đồng coin mà cái biên độ giá nó đi như thế này, và thời gian qua thì cũng tăng từ 25 đô xong đến 50 đô rồi nó cũng lại tụt xuống. Thì mình thấy là anh em hạn chế chơi những cái biểu đồ chẹt như thế này, thì rất chúng ta đu theo những cái mô hình như thế này, mô hình như thế này và khu vực này thì rất dễ bị đu đỉnh nha mọi người ha. Con Bách ha, ba kia này cũng là khá nhiều anh em quan tâm, hiện tại đang ở vùng 0,8 đô, thì mình nghĩ là cũng là mức giá là khá là tốt dành cho con Bách nha. Con Bách thì thời gian trước thì ở cái mức giá 0,5 đô mà nó tăng lên đến tận là 1,6 đô, có nghĩa là cũng tăng là gần hơn x3 giá, và thời điểm hiện tại thì nó cũng giảm giá khá là nhiều. Với giá mức giá 0,8 thì mình thấy là không phải một mức giá là quá là cao dành cho con Bách, nhưng mà thời điểm hiện tại thì BTC có sự điều chỉnh như vậy á, thì mình nghĩ là anh em có thể chờ con Bách này về cái vùng 0,6 đô, mình nghĩ là sẽ là một cái vùng entry nó tốt hơn dành cho con Bách mọi người ha. Dego Dego này thì khoảng là tầm 2 hôm trước thì mình có đăng một cái thông báo là hình như là Binance nó sẽ hỗ trợ cái gì cho con Dego này, là cách đây khoảng tầm 2 hôm. Thì hôm đó thì BTC là mình có đăng cái thông tin trong ở cái Telegram của Sài Gòn Crypto, thì từ mức giá 3,2 đô này và thời điểm hiện tại thì nó trong 2 hôm nay thì nó cũng tăng giá khá là mạnh ha, từ 3,2 đô để mình đo 2 đô nó tăng lên đến thời điểm hiện tại là cũng tăng 63% trong khoảng thời gian mà mới có 2 ngày. Thì hôm cách 2 hôm thì mình có đăng một cái thông tin mà Binance hỗ trợ cái gì mình quên mất rồi, cái gì swap hay contract gì dành cho cái Dego á, thì anh em nào có tin ý thì và biết Dego thì có thể là tận dụng cái khoảng thời gian đó, và nếu mà mua Dego thì hiện tại thì mới 2 ngày mà cũng tăng đến 63% rồi, cũng là một cái khoản lợi nhuận cũng khá là tốt. Mặc dù mình không có chơi con Dego này ha, thì mình chỉ cung cấp những cái thông tin nào mà mình thấy là nó tốt dành cho anh em thì mình sẽ cung cấp ha. Thì hôm nay thì BTC mà khi mà đầu tuần thì BTC đóng nến một cái mô hình nến Evening Star, là một mô hình nến là báo hiệu cho một cái xu hướng giảm giá tiếp theo của nó. Thì hôm qua đến hôm nay thì BTC giảm giá từ vùng 42.000, hơn 42.000, và hiện tại là giảm về vùng 39, hơn 39.000, có nghĩa là đã giảm khoảng tầm 3.000 giá rồi. Và hiện tại thì mình thấy là vẫn đang còn một cái áp lực bán
dành cho BTC. Ở thời điểm hiện tại thì sau khi nó đã break một cái nến Marubozu của cái nến ngày là ở khu vực này, thì một cái nó làm hình thành một cái nến Maru với áp lực bán rất là mạnh ở khu vực này, thì mình thấy là một cái sự giảm giá của nó vẫn là còn, và chúng ta là cái vùng là cái vùng hỗ trợ tiếp theo dành cho BTC là cái vùng 37 đến 38 nghìn là cái vùng này. Thì mình thấy là nếu mà trường hợp là BTC có giảm về cái vùng này thì mình nghĩ là cái vùng này sẽ là một cái vùng mà là sẽ là một cái vùng entry đẹp dành cho anh em bắt đáy rồi ha. Và đấy mình nghĩ là nếu mà khu vực này thì anh em nên, đây là khu vực có thể anh em đi xây rồi nha, nên nhớ đi xây đấy ha, chứ không có nên all in hết một phần vốn vào vào một cái thời điểm nhất định, tại vì chúng ta không thể biết được là BTC nó sẽ còn giảm giá tiếp hay không. Nhưng mà mình thấy là cái vùng mà entry từ 37 đến 37 rưỡi đến 38 nghìn này sẽ là một cái vùng mà anh em nên cân nhắc đi xây ha. Thì hôm nay thì mình cũng lên cập nhật thông tin thị trường, tình hình thị trường BTC, một số những đồng altcoin mình thấy biến động và một số những đồng altcoin mà các bạn có nhắn tin nhờ mình phân tích. Thì nếu mà anh em đang nắm giữ đồng altcoin nào mà nhờ mình phân tích thì anh em có thể là comment phía dưới video, hoặc là có thể là join vào nhóm Telegram. Telegram link mình có để dưới phần mô tả, thì anh em vào đó có thể là sinh hoạt cũng như đặt câu hỏi. Thì ở những video tiếp theo thì mình sẽ phân tích về những đồng altcoin mà các em anh em đang nắm giữ, tại vì thời lượng video có hạn thôi. Một video thì mình sẽ làm trong khoảng từ 40 đến 45 phút, thì mình thấy là phạm vi video vậy nó cũng là nhiều rồi. Thì chứ mình cũng không thể là phân tích hết tất cả một các đồng altcoin chỉ ở trong một video, như vậy mình thấy là kéo dài rất là nhiều, tại vì mỗi ngày thì mình đều ra một video để cập nhật thông tin thị trường và phân tích những đồng altcoin cho anh em ha. Thì những nội dung mà mình muốn chia sẻ cho anh em đều là những thông tin miễn phí thôi, hoàn toàn miễn phí, và mình sẽ cùng cập nhật những thông tin phản ánh đến thị trường hàng ngày ở trong cái channel của Telegram của sàn crypto. Thì anh em thấy nếu mà thấy video hữu ích thì có thể để lại một like cũng như là đăng ký kênh hoặc là bật chuông thông báo để ủng hộ cho tinh thần của cho channel của sàn crypto. Thì xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Cảm ơn mọi người.